tình tôi làm cái nghề này nói là để là rằm tháng 8 mới bán trung thu, nhưng mà phải làm các đồ vật này là quanh năm luôn. Hết rằm tháng 8 này là nhà tôi bắt đầu lại làm cốt của những cái con vật hay là cốt trống, những cái tang trống, để ngoài tháng riêng là đã bắt đầu là đóng trống rồi.